Bây giờ nó cứ rõ ràng, Thế bây giờ không có cái thôi kiểu không nhìn thằng A uông mà không tương tiền. em thống đẹp trai, hello thống đại mật. Xin chào chủ tịch và xin chào tất cả Không, anh chị. Dương Mạnh Quyền, Rồi Dương xin Mạnh chào Quyền đấy, Dương Mạnh, người Dương anh Dương Thuyết em họ là Dương. mà hôm nào phải đi họp họ Dương Việt Nam thôi. À, Họ Dương à? em Thế gắn đấy. tham gia họ Dương ở đâu hả Quyết ơi? Dạ, Dương này Em vào ở Bắc Giang ạ. à, gần đây nhất em có họp họ Dương ở Bắc Ninh không? Đầu năm ấy. Em ở quân đội không không về được, như bố em đi trận trận nào cũng đi hết. À, Vâng. ok. Ừ. Thế hóa ra lại cùng họ à? Anh em cùng họ mà. Gặp anh Tuấn anh cho vào, gặp được ngay chủ tịch. Rồi. Có điều gì hỏi chủ tịch cứ hỏi. Thì cũng mong là Okay. đóng góp được được đóng góp công sức của mình cho nền tảng, nhưng mà từ từ nãy giờ vẫn chưa đăng nhập được chủ tịch ạ, vẫn chưa Đấy, đăng nhập, hỏi luôn. không biết là làm thế nào để đăng nhập được, toàn báo lỗi thôi, không vào được chủ tịch Báo lỗi như nào, em đăng nhập như nào, nó báo lỗi như nào? ạ. Đăng nhập là số điện thoại xong rồi là Nhập mật bình khẩu thường thì mà. họ họ báo lỗi luôn, không không được, không 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 thể đăng nhập được vào nền tảng ấy. Không, Thế miền á? LS, miền Lạng Sơn chứ. Em đọc số điện thoại của em nào. Miền Dạ, LS. 0978 ạ. 0978 rồi. 924. 924381 đúng L là cao nha chứ không phải L đâu. Chắc là em ấy không? nhầm rồi. Em nhỏ bạn đọc. Không. Vào khám phá nền tảng như chưa chưa vào được. Em đăng nhập lại đi, chữ quyết viết hoa, chữ quy viết Ừ, có hoa của chị nhá. chứ. 1 Vâng, 2 em 3 4 5 nhá. Chữ quyết thì là chữ quy viết hoa, xong là 1 2 3 4 5. thử thử ngay xem. Xin chào chị Minh Phương. Chủ tịch ơi. Quyết em muốn à, hỏi, từ em muốn từ. hỏi. Từ từ thống. Dạ. Giới thiệu với chị, đây là chủ tịch Dương Mạnh Quyền. Bên cạnh em đây. Dạ em chào chị Phương Minh. À, Dạ, xin chào chị. chị Dương Minh là chị ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vâng, giới thiệu với chủ tịch, đây là bà chị Minh Phương, chị là cựu của ngành bảo hiểm rất nhiều lĩnh vực rồi. Và chị sinh năm 1952, Hoàng Mai, Hà Nội. Nay chị Nhâm Dần vào à, không phải Nhâm Nhâm Thìn, vâng Nhâm Thìn. Thìn. Vâng. Chị cứ đọc ngày tháng năm sinh của chị là chủ tịch, có tài xem tướng xem nhiều lắm. À. Và còn chị ạ, đây là bạn Thống, biết rồi đúng không ạ? Bạn Thống này thì là biết rồi. này, bạn Quyết thì cũng là của Shopee, chị biết rồi. Rồi, thì đến đây chị Vẫn sẽ gặp chưa được Dương được, Mạnh. vẫn chưa được. Họ báo là tên đăng nhập hoặc mật khẩu chưa chính xác. À, bởi vì là em sử dụng một cái số điện thoại mà em đăng ký 2 lần liền ấy, nên là em có 2 cái ID ở trên hệ thống ấy, thì cái này thì phải để đến mai thì các bạn IT các bạn xử lý mới được em ạ. Vâng, bởi vì là hôm trước là không 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 nghĩ là có iPhone, cho nên là tưởng là có bổ nhiệm là ngang hàng hết, thế là cũng không nghĩ ra, thế là bảo hôm nay mà có cái này, thế là bảo thứ thì phải đăng ký lại. Em làm 2 lần trên hệ thống báo cả 2 lần cả, nhưng mà anh vừa xử lý nhưng mà xử lý vòng ngoài không được, cái này là phải có IT người ta can thiệp vòng trong mới được em nhé. Mỗi một Can thiệp. người mình chỉ có một cái ID ở trên hệ thống thôi, nó có Thống hiện ơi, Thống rõ ơi. luôn. Ừ. Vâng, cảm ơn anh Thống bởi ơi. vì Ừ. hay Dạ dạ dạ. là cho mã giới thiệu vào mà lần lần đầu không có mã giới thiệu. Vẫn vẫn như À. thế, mã giới Ok thiệu. em, ok. Em nghe rồi. À, chủ tịch ơi, cho em hỏi trường hợp có một trường hợp team của em là như thế này. À, chị ấy có mở tài khoản. Tuy nhiên là chị ấy bị lỗi tài khoản và mật khẩu chị ấy để ở số điện thoại. Nhưng bây giờ lại không đăng nhập được. Thì em xin phép là nhờ chủ tịch kiểm tra giúp em số tài khoản là 0383 0383 này 019 097
Trương Như Anh. Trương Như Anh. Em chưa nghe được ạ. Em muốn là chủ tịch bật bật mic lên để em nghe rõ hơn. Đây không mình. ba tám ba không một chín không tám bảy 097. 097, cái này nó còn chưa active trên hệ thống luôn đấy. Vâng. 0383 019 097. Vâng ạ. Thì em bảo cả ai cái nếu như là đường link của em đưa đường link để chị đăng ký lại đi nhé. Ok. À, em muốn hỏi nữa là một cái ID nữa là cái số anh này là anh ấy mở từ sáng rồi chuyển tiền rồi Rồi em đọc số. 093 con 4 9. Rồi. 3 con 4 251 Hai 68. năm một sáu tám Vâng ạ. cái Ủa, cả hai cả cái số này cũng chưa active nha, nên là anh không biết là mọi người về thằng kia, thằng các thối kia là mày như thế nào, anh dạ chị là cả những mã không. số mà mày gửi lên trong hệ thống ta đã gửi lên đâu mà mày đòi vào Vâng. đưa được, bởi vì tao phải tính cuối ngày sao đâu mà tao mới đưa lên, thì là cứ lắc chắc không kiểu, thế nên là cứ ba số nào cứ để đó là không làm kiểu đấy. Nhưng mà có một cái nguyện vọng như thế này chủ tịch ạ. 2 triệu, 2 triệu đã nói. 2 triệu cũng được, 20 triệu em cũng nghe. Quang Chủ tịch vừa là cái nguyện vọng tâm tư của cá nhân em ấy. đâu Thì giờ nhỉ? Quang, xin thưa với chủ tịch Quang có vào. sếp Tuấn Anh. Cá nhân em thì em có nguyện vọng là bởi vì bản thân em thì em khi xác định làm một dự án tuyệt vời như dự án kết nối toàn cầu của mình ấy, thì để dành toàn tâm toàn sức thì ngoài cái công việc chính của em là dạy học thì gần như em sẽ tốc lực và dành tất cả thời gian. Và cái thứ hai nữa là em biết là em đang đứng trên vai người khổng lồ. Để bản thân em thì rất là nhỏ bé thôi, nhưng về cơ bản một góc độ nào đó thì em thấy là có thể sẽ dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ và giúp cho toàn team phát triển được và vươn xa hơn nữa tại thị trường Việt Nam trên nhiều khía cạnh. Chính vì thế mà cá nhân em rất là mong muốn hiện tại thì em đang ở vị trí 3 sao. Em cũng vô cùng là biết ơn lãnh đạo Tuấn Anh chia sẻ cho em cơ hội này. Nếu như bản thân cá nhân em cũng chưa được tiếp xúc với chủ tịch nhiều, nhưng nếu như được một lời nói ưu ái hơn nữa của lãnh đạo Tuấn Anh, anh Tuấn Anh giống như người anh trai của em, thì em rất là mong muốn sẽ lên được vị trí là 4 sao và sẽ kết nối nhiều hơn nữa và làm việc toàn tâm toàn lực với tập đoàn, với công ty của mình để cống hiến và phát triển, đưa cái nền tảng sẽ vươn xa hơn nữa. Bởi vì trong góc độ và cái khả năng hiểu biết của em thì em được học tập trong môi trường này là một cái rất tốt. Tuy nhiên là em được phát triển và được cống hiến nhiều hơn nữa. Thì em xin hứa là khi bản thân em được gọi là sự ưu ái nhất định nào đó thì cá nhân em hứa bằng cả danh dự em sẽ đưa cái nền tảng của mình lên một tầm cao nữa và trong góc độ là phát triển tất cả các vùng và hỗ trợ cho cái nền tảng của mình trong nhiều khía cạnh và cống hiến hết mình đấy trong khả năng của mình và học tập nhiều hơn nữa để phát triển đấy, thì cá nhân em có nguyện vọng như vậy. Mặc dù là bản thân nhiều lúc là em nghĩ là không thể đạt được, nhưng em luôn là muốn đặt cho mục tiêu của mình là ở trên 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 trời, thì có rơi thì rơi xuống tầng mây chứ em không đặt mục tiêu của em trên ngọn cây. Cá nhân em khẳng định như vậy, trên ngọn cây thì nó sẽ rơi xuống đất, nên là khi em đã đặt tâm vào nó em sẽ làm hết mình. Thì cá nhân em có nguyện vọng như vậy, rất mong là sếp Tuấn Anh và chủ tịch Dương Mạnh Quyền có thể là xem xét giúp đỡ và cho em một cái phương án
một cái câu trả lời để em còn biết để sắp xếp. Em xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Như vậy thì có thể nói là cái chương trình của chúng ta là cái chương trình mà có thể đem lại được rất là nhiều giá trị cho cộng đồng và cho nhiều người. Lily Tuy hôm nay nhiên hẳn hai nick cả. tuy nhiên là cái việc em vừa có cái đề xuất ấy thì là tất cả mọi cái điều này là phụ thuộc rất là nhiều vào anh Tuấn Anh. Nên là cái quyết định của anh Tuấn Anh là quyết định vô cùng quan trọng. Thì anh xin phép là không không thể nào mà nói ngay được cái câu câu trả lời nó là như thế nào. Thì nó có mọi mọi điều nó đều có ở trên những cái tinh thần. Việc đầu tiên là rất rất cảm ơn em rất rất nhiều nhiều lần về cái lời hứa hay là cái tinh thần hợp tác và cái đề xuất. Còn quyết định như nào thì 99% là anh Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh sẽ anh Tuấn Anh ơi, mình cùng ghi nhận cái ý kiến từ chỗ bạn Thống Diamond. Xong là cái giải pháp như thế nào thì anh Tuấn Anh cho giải pháp nha. Xin mời anh ạ. Xin chào người đẹp Nini ạ. Đi mở mic ra 2 Dạ triệu vâng, anh chào chủ chưa tịch. chưa chưa được chưa cần phải chào 2 triệu đã đóng 2 triệu xong thì vào chào. Bây giờ luật mới cứ vào gặp Zoom chủ tịch là 2 triệu thì sau đó giới thiệu Chủ tịch sau. đâu, chủ tịch đâu có khó như anh dữ vậy. Không, luật rồi, chính chủ tịch đặt ra 2 Đấy, đấy là một 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 lần đấy hả? Ok, Thế chào chủ tịch đi xong chào cô Minh Phương. Chị Minh Phương cứ mở mic ra, ở đây thoải mái lắm, mở mic ra. Em vô tư, mở thoải mái. Chị nào vào cứ mở mic ra. Hôm nay là bây giờ là giờ này là gặp một người rất là đặc biệt. Nhưng mà có lẽ là không cho vào, cho ngoài. Cho hay không thì quyền. Chị nào đây nhỉ? Alo, ông chào chủ tịch ạ. Xin chào chị Chị quen Diễm nhỉ, Quỳnh chị nhé. Diễm Quỳnh, Lê Diễm Quỳnh. Dạ em là Mỹ Trang ở thị trường Nha Trang. À Team của Trang Ly đấy. đúng không nhỉ? Dạ chào anh chị, tất cả anh chị trong phòng râm. Em chào chủ tịch. Nha Trang, Nha Dạ xin chào Trang. chị. Dạ em chào anh Thông. Hùng Thị Mỹ Trang à? Dạ. Số điện Em chào thoại 099 cấp bậc đặc cách 3 sao chưa hiện đâu bởi vì danh sách còn đang nằm đây. Cho nên là rất nhiều anh chị hồi thì nãy cứ giờ cứ bảo hỏi em hoài là sao chưa thấy hiện lên, sợ các anh bị chị phải rớt thông cảm mục này, tiêu. các chị phải thông cảm là nguyên tắc của anh Quyền và công ty là thống nhất là cứ cập nhật hết ngày sau đó đưa lên công ty sẽ làm một Dạ phát chứ không cứ tí lại gửi bạn số tí là cả không giải quyết được vấn đề. Các anh chị thông cảm đằng nào cũng được, tôi đằng nào ngày mai bim bim thì mình không ăn thì mình để đó sau mình ăn gấp đôi lên có gì đâu, còn đã là giám đốc thì là 3 sao rồi. Anh chị cứ vui vẻ, anh dạ chị dạ đóng tôi có người anh chị bảo anh chị mua gì tại sao em mới chỉ được 3 sao, 3 sao là thượng tướng hơi khó, phấn đấu 40 năm mới được, anh chị vừa vào phải nhanh thế. Yên tâm anh chị đã em là 3 sao là 3 sao, ở đây có chủ tịch rất rồi, cảm ơn chủ tịch ạ. Dạ em trân trọng cảm ơn chủ tịch. đây có cậu Minh À, Phương, chủ tịch là cái anh cũng đeo phone nhưng mà áo xanh ở trên, áo xanh anh xanh bên này lá, ơi, cần nhờ còn bạn anh nào áo xanh đen là anh đứng đầu nhánh của mình nha. Anh có kính á, là anh chủ tịch vâng nha. thì vào đây người ta tưởng anh là chủ tịch. Dạ. Chị Minh Phương ơi, chị cứ nói chuyện đi, chị này rất là năng lượng nhé, chị này à vào một phát là bị Vâng. súc vo là coi như là mấy chục mã số nhưng mà bị ách tắc từ lúc đấy giờ không thể nào làm được, cứ Xin không 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 vào được. chào chủ tịch trẻ tuổi tài cao, xin chào tất cả các anh chị em. Mình xin tự giới thiệu mình tên đầy đủ là Đức Thị Minh Phương, sinh năm 1952 và đang Ông ơi ở cứ đã kể thôi, anh chú làm việc. Cứ kể. cầu Thuê chỗ tông cầu ông Thanh Trì cho của bên kia thành vào. phố Hà Nội ạ, thuộc quận Hoàng Mai ạ. Đồng chí Tuấn Anh thì cũng đã giới thiệu rồi, thì mình thì chuẩn bị bước sang tuổi 72 nhưng mà cũng ham
làm nhiều việc với các đồng chí trẻ tuổi để được các đồng chí trẻ tuổi giúp đỡ, cho nên là Cô Vinh Phương được 72. vâng, chuẩn bị sang năm là 72 rồi đấy. Thế còn nếu mà đến Tết đến mà tuổi cúng rồi đứng trước ban thờ các cụ là phải cúng là 73 rồi. Tuổi cúng, và hôm nay có một cái tuổi rất là hay, đó là tuổi cúng ạ. Và Vâng. Thì nói vui thì dạ. như này, cô Phương ạ, thưa cô Phương là trong hệ thống của chúng ta còn rất là nhiều anh 76 tuổi mới 80 tuổi cô À thế ạ. ạ. Dạ. Thế cũng tối hôm qua thì đồng chí Tuấn Anh cho một cái thông tin là 22 giờ mà gặp chủ tịch, nhưng đồng chí Tuấn Anh lại không gửi Zoom, thành ra mình lại không vào được. Thế còn hôm nay thì buổi sáng lại đi ra bên ngoài cả ngày, thành ra là đến lúc về đến nhà thì mới lại xem đến các cái tin nhắn với này ấy, từ lúc 10 giờ sáng thì thấy vào trong nhóm thấy sôi động quá tiếc. Vâng, thế thì vừa xong là Tuấn Anh bảo thế thì bác có muốn vào gặp chủ tịch thì để em mời vào, mà vâng thế thì gửi Zoom đi. Vâng, rất là hân hạnh được gặp đồng chí chủ tịch. Thế thì cũng xin hỏi là đồng chí chủ tịch là quê ở đâu ạ? Dạ, thưa cô là Dương Quỳ thì nhà Đông Anh, ở tại Đông À Anh, và thế cô ở bên phố thì là quê vợ cháu ở bên phố. à vâng Dạ, quê vợ cháu thì ở Hoàng Cầu à Hoàng Cầu vâng và Nguyễn Phúc Lai. Còn ở đây thì cho cháu trẻ sinh tuổi sống làm việc tại Đông Anh. vâng. Thế còn cái công ty của mình là địa chỉ của bên Đông Anh luôn ạ? Dạ, công ty thì trước năm 2017 đến 2019, có nghĩa là trước đại dịch, thì là văn phòng của mình tại Long Biên, ở quận Long Biên. Vâng, thì ở phường Ngọc Lâm, đường Nguyễn Văn Cừ ấy. Vâng, nhưng mà xong trong cái quá trình đại dịch ấy, thì là không đi lại được ấy, đi không đi được, đứng không đứng được ấy. Xong là cứ cấm đoán ấy, thì là bắt buộc là phải dịch chuyển văn phòng, dịch chuyển về văn phòng về Đông Anh để cho nó thuận tiện hơn. Thì hiện tại thì văn phòng tại Đông Anh. Vâng. Ôi, chỗ cô Huyên chứ, gà mình ở trên kia mà, mẹ mua gà chỗ cô Huyên để nuôi mà. Mẹ Huyên ở trên đấy đấy, hay là Thiến. Xin phép chủ tịch xin quyết xin một tí ý kiến được nhỏ được không ạ? Dạ vâng, xin mời anh ạ. Dạ. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh chị em, xin phép tất cả anh chị em. Thì hôm nay là Quyết cũng xin một đề xuất nhỏ là hiện tại thì chẳng hạn như đi gặp ở thị trường ấy, thì họ cũng có muốn xem cái một là cái lịch sử của công ty mình, cái thứ hai là cái mà giấy tờ pháp lý của công ty mình, thì cái này mình có thể là giúp cho cộng đồng làm tốt, đi làm thị trường tốt ấy, thì mình có thể là đưa lên thành tài đưa chụp cái tài liệu này lên để cho mọi người làm cái tài liệu đi làm thị trường được không ạ? Vâng. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Hôm trước thì Quỳnh cũng còn nói chuyện với các anh chị ấy. Để chuyển địa bàn từ công ty, từ địa chỉ này đến địa chỉ khác, thì chắc chắn chúng ta phải làm quyết toán thuế với cả chi cục thuế huyện Long Biên, thì chúng ta mới có thể chuyển công ty về chi cục thuế huyện Đông Anh. Còn một công ty mà có thể hoạt động sớm hay hoạt động muộn thì rất là đơn giản, các anh chị là mình có thể vào Google mình search được ngay ạ. Em xin phép chia sẻ màn hình để hỗ trợ anh chị là cách là mình search ạ. Rồi, bây giờ mình chỉ cần search rất là đơn giản như này thì ở trên này nó sẽ có, đây nó có rất là chi tiết đấy ạ. Và 01080382117, đây là mã số doanh nghiệp của công ty cổ phần Suma Việt Nam. Đó, tên quốc tế là Suma Việt Nam Joint Stock Company, đúng không? Tên viết tắt là Suma Việt Nam GSC. Mã số thuế là 08 01080382117. Địa chỉ là ngõ 9 tổ 28 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Người đại diện trước pháp luật là Dương Mạnh Quyền. Số điện thoại là 0912 285 5558. Các anh chị có thể gọi ngay lập tức là có quyền.
Quyền sẽ thư máy luôn. Đây là ngày bắt đầu hoạt động là ngày 26 tháng 10 năm 2017. Bây giờ được quản lý bởi chi cục thuế huyện Đông Anh. Đấy, loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần ngoài doanh nghiệp, tình trạng là đang hoạt động đó, rất chi tiết đúng không ạ? Thì nó chi tiết như này rồi thì Quyền thiết nghĩ là với cái nền tảng 4.0 ấy thì chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải có một cái giấy, chỉ cần có cái mã số doanh nghiệp là bất cứ một cơ quan nào cũng người ta cũng có thể tra được, mình chỉ cần đọc mã số doanh nghiệp thì mình không cần phải đăng tải cái đăng ký kinh doanh nên làm gì đâu ạ. Có nghĩa là mình đang hoạt động ở trên cái nền tảng 4.0 mà mình cầm theo một, một một rất là nhiều giấy tờ thì nó sẽ không ổn. Mr. Quyết ạ. Đó. Nên Và là gì ạ? Chúng ta sẽ thực hiện theo cái chủ trương đó là mình đưa những cái nền tảng công nghệ thông tin vào, mình hoạt động trên nền tảng thông tin và tất cả những cái cơ quan chức năng người ta đều biết và biết rất rõ luôn đó là cái doanh nghiệp đó đang hoạt động như nào. Và anh chỉ cần đọc mã số thuế lên thì các cục thuế người ta biết ngay là doanh nghiệp này đã quyết thuế, quyết toán thuế bao nhiêu lần và mức độ hoạt động như thế nào. Đó, nó rất đơn giản như vậy. Cái này không khó nha, còn các anh chị bảo là không, tôi cần phải có cái đăng ký kinh doanh mà phải có photo công chứng, chẳng sao cả, mình làm đơn giản, bộ phận văn phòng sẽ làm cho các anh chị được ngay. Nhưng vấn đề là có giải quyết được vấn đề gì thì hay không thì xin thưa là người ta làm một cái điều nó cực kỳ đơn giản luôn. Đó là người ta chỉ cần search cái có ngay như là Quyền vừa làm xong ạ. Dạ, anh Dương Quyết thấy sao ạ? Dạ em thì ví dụ chẳng hạn như một số bây giờ cái kiểu người Việt Nam nhà mình như thì là vẫn cứ mang tính chất là có nhiều các cái hoạt động người ta gọi là bị lừa đảo nhiều đấy, ví dụ thế, mình cứ nói thật như thế, cho nên là trên thị trường nó có nhiều cái đấy, cho nên bà con hay cảnh giác, cho nên là mình khi làm thị trường thì người ta sẽ cứ gọi là xem cái ví dụ như cái web của công ty, là về cái lịch sử hoạt động của công ty này, hay là cái mã số thuế như 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 chủ tịch vừa 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 vừa, vừa cung cấp đấy, và cái giấy phép kinh doanh ví dụ thế, người ta sẽ để Vâng. làm căn cứ, nói chung là cái pháp lý, cái thủ tục pháp lý thì Vâng. nó hỗ trợ, có cái đấy hỗ trợ thì người ta bước đầu người ta sẽ tin để mình làm việc nó dễ dàng hơn trên thị Vâng, trường. Thế đây bảo rồi là ạ. Vâng, đây là website đúng không ạ? Website của mình là cái thứ nhất là các anh thấy là gì? Mình có cái nền tảng của mình đây đúng không? Nó rất là minh bạch, nó có sẵn đây. Mình chỉ cần gõ là kết nối toàn cầu.vn thì ngay lập tức khách hàng đều đều có thể xem được cái sản phẩm. Xem được biết là mình đang có những cái sản phẩm như nào. Còn về mã số doanh nghiệp đúng không ạ? Đây, ngay lập tức là gì? Mã số mình đánh tên công ty thôi. Công ty cổ phần Suma Việt Nam thì ngay lập tức là mình biết rất rõ tất cả những cái thông tin như này. Đó, thế như vậy là có thể nói là một điều cực kỳ đơn giản, đó là chúng ta có một cái tính tính đó là tính minh bạch. Nó rất chi tiết như vậy. Đó, và từ cái việc là cái ngày thành lập là ngày bao nhiêu không, cho đến bây giờ là có hoạt động hay không hoạt động, đúng không? Thì người ta ghi rất rõ mà. Chúng ta muốn giấu không giấu được đâu. Nên là cái thời buổi 4.0 bây giờ mình nói của cách mạng công nghiệp 4.0 rồi, chúng ta muốn giấu không giấu được, đúng không ạ? Hay là với những cái nền tảng như là Google hay ChatGPT nó cực kỳ thông minh rồi, hoặc là công nghệ AI đúng không? Đây là vấn đề là chúng ta đi theo đúng cái hướng là 4.0, đi theo cái hướng cái cuộc công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mà trong đó những cái nền tảng như là 5G, như Internet hay là Google hay là ChatGPT hoặc là những cái nền tảng khác nó giúp cho con người rất là nhiều. Chúng ta định hướng doanh nghiệp đi theo cái hướng là chỉ một một cái enter thôi là cả thế giới ở trên cái màn hình máy tính. Nên là cái mà chúng ta định hướng và chúng ta đi theo đó là gì? Đi theo cái giá mà chúng ta đang hướng theo đấy, là giá sản xuất ra. Còn ngày xưa là khi mà sản xuất thì còn bảo bưng bít là tôi mất nhiều chi phí này nọ, nhưng bây giờ là gì? Ông nào mà mất nhiều chi phí mà dẫn đến giá thành đắt là ông không có cái tính cạnh tranh ở ngoài thị trường. Đó thì mình đang đi theo cái hướng như vậy, thưa các anh chị. Này. Mr. Dương Quyết, bạn có hài lòng chưa? Cảm ơn chủ tịch. Xin cảm ơn Mr.
Mời Lily. Vâng, hôm nay thì tối nay thì Chủ tịch Dương Mạnh Quyền đã có dành thời gian cho tất cả quý cô bác anh chị mình trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Các anh chị mình muốn giao lưu hay là muốn đặt câu hỏi gì thì cứ mạnh dạn giơ tay để chủ tịch chúng ta sẽ đáp ứng hết tất cả những thắc mắc của các anh chị ạ. Xin mời các anh chị mình có ý kiến hay là câu hỏi gì thì cứ giơ tay ạ. Vậy là tối nay các anh chị vừa vào Zoom chỉ ngắm chủ tịch thôi đúng không ạ? Tại Ni đi xinh Không còn câu quá. hỏi gì sao ạ? À, mọi người thì rất là ngưỡng mộ chủ tịch nên là hôm nay muốn vào trong Zoom để mà ngắm chủ tịch thôi. Anh Kỳ cũng vào Zoom của Suma này lần thứ hai đúng không ạ? Anh Kỳ có câu hỏi gì dành cho chủ tịch của mình không anh Kỳ? Anh cảm ơn là Lily đã cho phát biểu thì trước hết cũng là cảm ơn cộng đồng, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn các leader đã dẫn dắt và giới thiệu cho cái nền tảng của Suma thì đã tham gia được mấy hôm cũng đang tìm hiểu như thế ra thì thấy cũng rất rất chi là hữu ích và có cái tiềm năng để phát triển ở trên cộng đồng người Việt và đem lại giá trị cho người tiêu dùng thì mình cũng quyết tâm là sẽ tham gia cái cộng đồng Suma này thì có là cũng vào dùng hơi trễ cho nên không nắm được về cái chính sách thì cũng chưa được rõ lắm phải tìm hiểu thêm. Đó là để có gì thì liên hệ nhờ anh Timotin nắm rõ hơn thì rồi sau sẽ nhờ anh Timotin. Trước mắt thì cũng là gọi là có câu chào hỏi cộng đồng trước để có gì thì nhờ các bạn anh chị các bạn hỗ trợ đó rồi kết nối kết bạn lên Zalo để rồi chia sẻ qua lại. Chia sẻ về cái chính sách, chia sẻ về cái phương pháp làm để tạo ra cái cộng đồng là phát triển nhanh, bền vững và đem lại giá trị cho cộng đồng cũng như là có lợi cho những người làm hệ thống như chúng ta, rồi giúp đỡ được nhiều người có công ăn việc làm đó, tức là đưa cái giá trị như chủ tịch nói là hàng hóa trực tiếp giá rẻ đó, từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng. Và đây là một cái mà ai cũng mong muốn. Mình thấy là những cái sản phẩm mà anh em Simon chia sẻ thì thấy là đúng là rất chi là phù hợp với nhiều người, nhất là đảm bảo về sức khỏe đó. Thứ hai là về những phụ nữ thì cũng có khỏe đẹp hơn đấy. Những cái đó thì rất là chính đáng, chi tiêu cũng rất là chính đáng mà giá cả hợp lý thì có lẽ là chắc chắn là phát triển nhanh hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Không biết là các anh chị có chuẩn bị đặt câu hỏi như nào, nhưng mà nếu như mà các anh chị trước khi mà các anh chị đặt câu hỏi tiếp theo thì có lẽ là cho phép là em sẽ chia sẻ với các anh chị một chút về cái nền tảng của chúng ta, về giá cả của chúng ta được không ạ? Các anh chị có sẵn sàng không ạ? Hay là cái chúng ta sử dụng cái tài khoản của chúng ta, cái ID của chúng ta như nào cách hiệu quả đúng không ạ? Trong đó nó có những cái gì, hoặc là chúng ta mua hàng thì chúng ta mua như nào, thanh toán thì chúng ta thanh toán như nào. Thì không biết các anh chị biết hết chưa, nhưng mà em có muốn chia sẻ đôi điều như vậy thì các anh chị đồng ý không ạ? Không ạ. Cái đó rất tốt ạ. Không, không. Đó ạ. Rất cả mới mới giờ cũng chỉ mới biết vậy chứ còn chưa có cặn kẽ lắm, mà chủ tịch chia sẻ thì chắc chắn Thực ra thì em là sẽ xin là lỗi rõ anh ràng chị hơn rằng là đúng không? anh chị ạ, cho em ngắt lời chút, em xin bảo các chủ tịch cái là em không thích chia sẻ những cái đấy, bởi vì cái đấy nó dễ. Em thích chủ tịch kể về xuất phát điểm của chủ tịch, anh chị sẽ thấy hấp dẫn hơn nhiều. Đó, chúng ta cần chủ tịch có thể chiều thi mua gì được không ạ?
Đấy là một câu chuyện mà anh chị nghe sẽ cảm nhận được đáng để mà quan tâm đến công ty hay không. Còn những cái công nghệ đó thì đây rất đơn giản, ai cũng giỏi, và bọn em giúp anh chị đơn giản. Nhưng em thích các anh chị biết là về cái xuất phát điểm tại sao chủ tịch có mặt ở đây với chúng ta, sự là cái bí mật vô giá. Anh chị đồng ý không? Đó là điều tuyệt vời. À, Timujin thì cũng mạn phép đấy. Chủ tịch hay kể về chủ tịch. Vậy là hôm nay em lại có một cái cơ hội mà nói về cái lý lịch trích ngang đúng không Xong ạ? chủ tịch cứ muốn kể thế nào cũng được. Đấy cứ là cứ tùy kiểu cứ tùy kiểu diễn như giả. là chuẩn bị được kết nạp vào đảng ấy đúng không? nó có mấy vấn đề thực sự các anh chị là cái nếu như mà hôm nay mà vẫn tiếp tục kể thì là em cũng đã kể rồi. Nếu như mà hôm nay mà lại được kể lại nữa thì em cũng rất là sẵn sàng cho một cái câu chuyện là kể lại cả một cái quá trình hình thành phát triển như nào, trong đó có cá nhân em và trong đó có những cái công ty mà em cũng đã từng đi làm hoặc là những cái công ty mà em đã sáng lập ra và cái mức độ hoạt động ở trên thị trường như nào. Thì cái đấy cũng rất là sẵn sàng để chia sẻ cùng với các anh chị. Thì mà trước khi chia sẻ điều đó thì em muốn chắc muốn 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 chia sẻ một cái điều đó là tất cả những cái sản phẩm của chúng ta niêm yết ở trên cái nền tảng của chúng ta là nó sẽ đáp ứng một điều, việc đầu tiên là gì? Nó phải rẻ hơn cái giá ở ngoài thị trường. Rẻ hơn. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra thì chăng nữa, sản phẩm của chúng ta phải rẻ hơn cái sản phẩm ở ngoài thị trường. Và mình cam kết một điều đó là tối đa quyền lợi của thành viên mà thành viên là anh em trong một nhà mà. Thế là anh chị em chúng ta khi mình kết nối bất cứ một sản phẩm vào nền tảng của chúng ta cũng phải đáp ứng được được điều đó. Thì là trong 1 2 ngày tới là chúng ta sẽ update cái bộ tiêu chí và cái hợp đồng ký kết trên cái nền tảng luôn. Là ngay lập tức là các anh chị, có nghĩa là bất cứ lúc nào mình có cái bộ tiêu chí đấy, mình làm việc với đối tác, làm việc với khách hàng, nó cực kỳ chủ động đó. Còn về cá nhân em Quyền thì nó đơn giản lắm các anh chị ạ. Đơn giản lắm ạ. Em Quyền thì sinh năm 1974, cũng chưa nhiều tuổi nhưng mà cũng không ít lắm đúng không ạ? Em Quyền thì là dân dân kỹ thuật đấy, không phải là dân kinh doanh đâu, nhưng mà thực sự là dân kỹ thuật. Nhưng mà dù qua bao nhiêu năm rồi mà không làm về kỹ thuật nhưng mà vẫn tự hào cái mái trường mà mình học. Thì em Quyền học Đại học Bách khoa Hà Nội. Khi học xong Bách khoa thì lại lại bén duyên đi làm, thì thực sự là đi làm công ăn việc làm thì lại bị bén duyên với kinh doanh. Thì mà bắt đầu vào kinh doanh thì là làm cho một cái tập đoàn của Mỹ, là tập đoàn Procter and Gamble. Tên tên tập đoàn thì có thể là các anh chị không để ý đâu, hay nói P&G, Procter là P, P là viết viết tắt cho Procter, có cái đồng Procter và ông Gamble là hai ông mà chung với nhau sáng lập ra cái công ty là công ty P&G. Procter and Gamble lấy tên của hai người sáng lập. Thì năm 1995 thì cái công ty Procter and Gamble người ta đã hoạt động được 150 năm rồi. Đấy, người ta hoạt động rất là lâu rồi. Nó là một cái công ty đa quốc gia, một tập đoàn ở trên thế giới. Đó là một tập đoàn của Mỹ, chuyên về những cái sản phẩm về hóa mỹ phẩm, những cái sản phẩm làm đẹp, những cái sản phẩm phục vụ những cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là xà bông ca may, đúng không? Nói xà bông ca may thì chắc chắn là anh chị em mình ai chả biết đúng không ạ? Hay là dầu gội gì roi Bentin, hay là Head and Shoulders, hay là những cái sản phẩm khác của công ty. Thì năm 95 thì em Quyền bắt đầu đi làm ở đó và phụ trách là giám đốc kinh doanh cái khu vực phía Tây, Tây Bắc của miền Bắc Việt Nam, Tây Bắc của miền Bắc Việt Nam. Thì em Quyền làm việc ở đấy trong thời gian là 6 năm. Làm việc 6 năm ở đó. Sau đó thì em Quyền có làm việc cho một cái tập đoàn của Nga, là giám đốc châu Á Thái Bình Dương cho tập đoàn của Nga.
tập đoàn này về thiết bị điện, chuyên về thiết bị điện. Ví dụ như các anh chị có thể đánh là IEK, tiếng mình đọc tiếng Việt đây là IEK.ru là Russia, Rus Nga đấy, có nghĩa là cái tập đoàn này của Nga, có nghĩa là IEK.ru đấy, RU đấy, thì là biết ngay là cái tầm lớn mạnh của cái tập đoàn về thiết bị điện như nào. Thì đây là một cái tập đoàn thiết bị điện nó lớn nhất của Nga, lớn nhất của Nga. Thì em quyền phụ trách là giám đốc châu Á Thái Bình Dương cho cái tập đoàn đó. Và sau này thì có một cái thời gian khá dài là làm việc cho Vinamilk, là giám đốc kinh doanh miền Bắc của Vinamilk. Đó, nên là từ Hà Tĩnh trở về thì từ tỉnh Hà Tĩnh mà trở về phía Bắc Việt Nam này thì có thể nói là bất cứ một tỉnh thành nào thì các đối tác, các nhà phân phối lớn ở trên miền Bắc mà chuyên về hàng tiêu dùng nhanh thì đều biết em. Thì đều biết em. Nên là trong thời gian sắp tới thì chắc chắn là một số những cái sản phẩm tiêu dùng nhanh, ví dụ là sữa của Vinamilk mình vẫn đưa lên cái nền tảng của mình bán được bình thường. Chắc chắn em Quyền sẽ đàm phán được với cái giá là nó ưu đãi hơn mà so với việc là người tiêu dùng phải mua ở ngoài thị trường. Đó. Thì cái mục tiêu của chúng ta là đàm phán với các doanh nghiệp để có cái giá mà thành viên của chúng ta là được hưởng lợi nhiều nhất. Thì nó cũng xuất phát từ những cái điểm như vậy. Thì từ cái việc mà đi làm thì mới thấy rằng là các doanh nghiệp nước ngoài người ta quá giỏi luôn. Có những cái việc mà chẳng hạn như là mình cứ nghĩ rằng là cái sáng kiến kiến của mình là nó có mang cái tầm gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà thực chất là đối với các doanh nghiệp nước ngoài những cái việc đó người ta làm từ lâu rồi. Cái sáng kiến của mình nó là những cái điều mà nó rất là nhỏ, những cái việc đấy nó xảy ra đối với người ta từ từ nhiều năm trước. Nên em Quyền mới nhớ nhớ lại lời thầy lúc ở còn ngồi trong ghế nhà trường ấy, là ông thầy ông dạy về chuyên môn ấy, ông mỗi một lần đi sửa máy ấy, thầy mà chuyên đi sửa máy cho các doanh nghiệp ở bên ngoài ấy, thì có một lần là hai thầy trò đi sửa máy thì sửa cái máy ấp trứng, ấp máy máy ấp trứng ngày xưa là cái máy ấp trứng của Bỉ mà dân mình hay nuôi con gà trắng ấy, gà công nghiệp ấy. Thì qua cái máy ấp đấy thì là đi vào trong doanh nghiệp đấy khoảng 30 phút thôi, thì ông khi mà ra thì phải thanh toán tiền, thì ông phó giám đốc ông bảo là hai thầy trò nhà các anh mà vào vào cơ quan tôi có 30 phút mà lấy của chúng tôi mất 2 tấn gà. Thì ông thầy ông nói đi ra ngoài thì ông dạy là ông thầy ông toàn nói mày tao thôi, tao nói cho mày biết là cái việc mà người ta nói 2 tấn gà thì là mình phải tính cái giá tiền đó là cái giá trị cái lao động ở trong quá khứ ấy. Có nghĩa là ngay tại thời điểm mày mày phải ngồi là 4 năm 5 năm trời ở trên ghế nhà trường ấy. Mày đũng quần ở trên đó, học xong phải đi theo tao 5 năm 10 năm mới làm được điều như vậy. Nên là đừng nghĩ là những cái gì mà nó cao sang mà nghĩ là mày học tự động hóa mà chúng mày thiết kế ra được cái này thiết kế ra kia, không có cửa đâu. Cái mà chúng mày nghĩ thì có khi ở trên thế giới người ta trước đây 100 năm người ta đã nghĩ ra rồi. Thì lúc đấy cũng ấm ức lắm các anh chị, ấm ức lắm, nghĩa là mình cũng học hành tử tế mà chăm chỉ học hành thì mà thầy nói chi mà mình cũng thấy ấm ức. Nhưng mà quả thực là cho đến bây giờ thì tâm huyết mới lời thầy luôn. Có nghĩa là cái tốc độ phát triển của internet, tốc độ phát triển của tự động hóa sinh nghiệp nó phát triển hàng ngày một cách cực kỳ khủng khiếp. Nên là bảo là để mà ngồi mà thiết kế ra lập trình ra được một một cái điều gì đó thì thực sự là ở trên thế giới người ta làm từ rất là lâu rồi. Cũng như vậy là cái câu chuyện bán hàng ở trên cái nền tảng mà truyền thống ấy, thì thực sự là người ta có cái truyền thống, người ta có cái kinh nghiệm 100 năm, 200 năm rồi. Thế ở Việt Nam mình mà các doanh nghiệp mà mới mới start up mới mà khởi nghiệp mới mà bắt đầu, có nghĩa là trình độ, năng lực, vật lực, tiềm lực, mọi thứ nó đều yếu kém hơn hơn các tập đoàn nước ngoài, thì mà để cạnh tranh thì rất là khó. Thì lúc đấy em vừa nói đến một cái sản phẩm là của công ty Procter & Gamble là bột giặt thai ấy. Thì thưa các anh chị là bột giặt thai và bột giặt Omo bây giờ ở Việt Nam mình bây giờ là nó thống trị cái thị trường của Việt Nam mình, mà các sản phẩm made in Việt Nam mà của người Việt Nam làm chủ trước đây có bây giờ không còn.
hai chị đồng ý với em không? Trước đây có những cái sản phẩm ví dụ như là sản phẩm bột giặt Vì Dân hay là bột giặt Đức Giang hay là bột giặt Đa Sô Đắc Kho, nhưng bây giờ còn không? Không còn, không đủ sức cạnh tranh. Hoặc là như chị Phú Hiệp ở Hải Phòng ấy, anh Nân là bột giặt là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty bột giặt Vì Dân ấy. Mà trước đây là bột giặt Vì Dân còn bán được, nhưng bây giờ bán không nổi luôn, không có mặt trên thị trường. Ở bên chủ tịch sao thấy không có nghe vậy? Mà bị lắc hay gì, ảnh bị đứng hình nè. Bị đứng hình. Chắc là mạng bên chủ tịch bị yếu rồi. Rồi. Chủ tịch bị văng ra rồi. Chăng ra luôn rồi. Để. Rồi, để trong thời gian chờ đợi chủ tịch quay lại, các anh chị mình tiếp tục lại giao lưu với nhau ha. À, Ly thì ở thị trường Vĩnh Long, đáng lẽ ra là tối nay là mình sẽ có một cái buổi OB cho các anh chị mình để mà hiểu rõ hơn về Sumo cũng như là kết nối toàn cầu, nhưng mà do là anh Timujin đã hỗ trợ hệ thống của mình 2 đêm rồi chưa có được ngủ nên là mọi người muốn là tối nay không làm Zoom để cho anh được nghỉ ngơi, để anh có sức khỏe để mà hỗ trợ mọi người nữa, nhưng mà cuối cùng thì anh lại vẫn không ngủ các anh chị, và tới bây giờ tối nay lại tiếp tục mở Zoom ra để mà giao lưu với chủ tịch. Thì anh Timothy đâu rồi nhỉ? Timothy ơi. Chị ảnh đi ngủ rồi. À, em xin phép chị Lily. Trong khi thời gian chờ đợi Tắt ấy, hết chị có cả biết cam cả mic chị em không nói được. Sao thì em bị tắt hết à? Tắt cả cam mà không không mở được. Mà sao cam của em lại không mở được luôn? À sao ở đây từ từ em tắt. anh À đây được rồi, Timujin, em đã được rồi. anh Rồi. Timujin đây. À, em À, xin phép hỏi anh em là có nên chia sẻ về chính sách không anh? Trong khi thời gian chúng ta chờ đợi chủ tịch ấy. ơi. Ừ, có lẽ là người báo cáo với anh chị là một đột xuất ở chỗ chủ tịch mất đi. Là không có cách nào nhìn được anh chị nữa cả. Chủ tịch bảo là em bị băng ra ngoài rồi, chủ tịch mất tôi đom. Ừ, thì có lẽ là nếu anh chị em ở đây có anh chị nào mới không, tí nữa em sẽ mời chủ Mới tịch nhiều quay lại. năm Anh chị nghe không tiếp được nhờ không mình, cả? bây Hoặc là có giờ thể nếu như mà chủ tịch có quay lại thì mình nhờ thống chia sẻ chính sách cho mọi người hiểu rõ sơ sơ luật đi tịch anh, chứ đang không bị văng ra ngoài rồi, không 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 vào được, mất điện mấy anh rồi. chị liên hệ đi, không liên hệ là anh không hay đó, anh nói mình ảnh đó, anh tưởng đâu là anh nói cho mình nghe đó, rốt cuộc anh nói mình ảnh à. Đúng rồi, nhiều khi chia sẻ xong bị văng ra không hay, rồi ngồi nói Văng thiên thiên ra, luôn, văng không người đang ra, nhưng mà nghe. em thì có cái Zoom của em là riêng với chủ tịch, bởi vì có những cái việc mà ở đây em báo cáo với anh chị rằng là có thể có anh chị biết em, có anh chị không biết em. Thế nhưng mà nhiệm vụ của em là set up các anh chị để làm sao tốt nhất cho các anh chị, và báo cáo với anh chị là không phải 2 đêm, 13 đêm, 3 ngày hôm nay anh chị. Thật sự, nhưng mà em cũng cảm ơn là em có một cái sức khỏe rất là tốt, và em cũng sẽ đang cố gắng là nốt trong đêm ngày hôm nay là em sẽ hoàn thiện hết toàn bộ, còn bao nhiêu nữa là chỉ kết thúc thị trường, ai ngồi với em sau cùng sẽ là người may mắn đó. Thế là tổng kết hết cho nó xong để ngày mai vừa vận hành đó, thì có lẽ ngày mai em sẽ không xuất hiện được nữa, phải sẽ nghỉ một ngày. Các anh chị có gì thì có khác hỗ trợ thì đấy là em muốn tâm sự thật. Trước khi em xin phép là em ăn cơm thì em cũng sẽ nói chuyện với chị một chút. Đến giờ này em cũng chưa ăn cơm, từ sáng rồi em cũng chưa ăn gì. Báo cáo với anh chị là em mới ăn được 9 quả chuối rồi thôi, và em cũng chưa ăn gì. Thật sự là em nói thật, em không nói đùa đâu ạ.
em gặp được một cái cơ hội ở đây, cho nên em muốn làm sao tốt nhất cho các anh chị em. Bởi vì như thế nào thì có nhiều anh chị đã thẳng, cho nên là em chủ tịch cũng bắt em đi ngủ, Lily cũng bắt em ngủ, thống tất cả nhiều anh chị em biết đi ngủ hết, nhưng mà em không ngủ được. Bởi vì sao ạ? Em là người chịu trách nhiệm trước chủ tịch là set up làm sao đó nó một cách khoa học nhất để cho các anh chị không bị chồng chéo các tỉnh thành và cũng không bị chồng chéo hệ thống anh chị, nếu như không có hệ thống. Bởi vì là tính em là tức là hãy làm việc một cách nguyên tắc, cho nên em rất cẩn thận. Có thể các anh chị làm ngày là xong nhưng em, bởi vì em phải cẩn thận hơn, bởi vì tránh những sự đó thì các anh chị sẽ cảm nhận được sau này. Bởi vì em cũng sẽ là người mà chịu trách nhiệm trước chủ tịch về phát triển thị trường, và em cũng sẽ là người sẽ có tiếng nói giúp anh chị, và cũng sẽ làm nào tốt nhất để giúp các anh chị. Đó là Imogen hứa anh chị, để không anh chị nào bị thiệt thòi. Vì ở đây em đã tìm thấy một nơi mà trao lại cái giá trị thật sự. Nếu như các anh chị cứ vào group, đó là group tên là gì thì em cũng không nhớ nữa, thì bạn chia sẻ toàn cầu cái gì bốn win đó, group đó thì cứ mỗi buổi sáng 6 giờ các anh chị cứ vào group đó thì sẽ thấy cái điều vui và cái điều tuyệt vời đó, đặc biệt là 6 giờ sáng mai các anh chị cứ tham quan sao nó lại như vậy, và các anh chị sẽ có rất nhiều anh chị ở đây đều có được cái điều đó. Thì em cũng biết chia sẻ vậy thôi. Còn em nhường lại cho mọi người, xin phép anh chị rằng là 15 phút được không ạ? Rồi, em cảm ơn các anh chị nhé. Em xin phép tắt mic thất xa với nhân tư. Rồi, cảm ơn anh Timothy rất là nhiều. Vậy thì trong thời gian chờ đợi chủ tịch chúng ta quay lại thì Ly cũng sẽ nhờ lãnh đạo Thống Diamond sẽ chia sẻ cho các anh chị mình biết rõ hơn về chính sách của Sumo để mình có thể nắm và mình có thể đi chia sẻ cho những anh chị khác, khách mời khác được không ạ? Các anh chị có đồng ý nghe về chính sách trả thưởng của Sumo do lãnh đạo Thống chia sẻ không ạ? Dạ đồng Nếu ý. mà mình comment lên ô chat sẽ đồng ý hay là sẵn sàng gì để cho lãnh đạo Thống có hưng phấn để mà chia sẻ cho chúng ta hiểu rõ hơn ạ. Anh chị cho em số 8 đi. Số Rồi số 8 là 8 chúng nha. lại Pháp ấy. Dạ. Chỗ nào cũng Rồi được. nếu anh chị đồng ý thì cho số 8 để mời lãnh đạo Diamond Thống chia sẻ về chính sách trả thưởng của Sumo ạ. Xin trân trọng kính mời lãnh đạo Thống ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn chị Lily. Vậy thì để tiết kiệm thời gian anh chị thì em xin vào chủ đề chính luôn. À, không biết là bên chị Lily đã nhìn thấy cái màn hình của em Thống chia sẻ chưa chị? Rồi em ơi. Ừ, ok, cảm ơn chị. Vậy thì xin phép anh chị em sẽ chia sẻ nội dung chính về cái chính sách trong thời gian chúng ta chờ đợi chủ tịch quay lại Zoom. Vậy thì về cơ bản là cái địa chỉ trang web có tên là www.ketnoitoancau.vn, anh chị có thể kết nối bất cứ lúc nào và dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 thì với cái định hướng của doanh nghiệp thì tạo ra cái trải nghiệm mua sắm độc đáo và mở rộng quy mô qua Internet. Và chắc hẳn là chúng ta giờ này ngồi trên Zoom là Internet và áp dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng vào bền vững xã hội và ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao và đặc biệt là đặc sản và nông sản vùng miền anh chị nhé. Vậy thì cái nho nhỏ bên này là chúng Ngủ ta không ra phân biệt biên giới và mua đã được với bắt giá đầu xỉ. nó có cái nguồn của cái Dạ. Vậy thì cái mục tiêu của dự án chúng ta đang thực hiện đó là gì? Trở thành trang thương mại điện tử bán buôn anh chị nhé. Chúng ta trở thành một con buôn tiết kiệm tiền, buôn nhưng mà vốn nhỏ chỉ 1 triệu thôi. Chia sẻ với anh chị, nếu 1 triệu mà đi buôn thì nghe nó hơi xa vời đấy, nhưng mà tại đây là có cơ hội. Vậy thì cái cơ hội mà chúng ta đang đang nắm giữ trong tay là gì? Cái mục tiêu năm 2024 ấy, sẽ trở thành nền tảng bán buôn với 240 đối tác, đấy là mục tiêu. Mà mục tiêu thì cứ vẽ ra thật lớn đi, chúng ta cứ thực hiện cứ theo mục tiêu mà làm, đúng không ạ? Và có 2024 sản phẩm và có 5 đơn vị, đúng không ạ? 5 đơn vị mỗi một tỉnh, 5 đơn vị doanh nghiệp ạ.
và kết nối được 1 triệu thành viên anh chị nha, năm 2024, và bắt nhịp theo xu hướng 4.0 và 5G, và chạy trên cái nền tảng theo cái kênh bán hàng là B2B và B2C. Vậy thì cái việc kết nối, nhiệm vụ kết nối ở đây thì chúng ta có 3 nhiệm vụ chính anh chị sẽ phải làm như sau, đúng không ạ? Một là chúng ta kết nối người tiêu dùng và giúp cho họ trở thành thành viên, và họ chính là người tiêu dùng thông minh, họ tiết kiệm tiền và họ mua được cái giá bán buôn anh chị nhé. Về cơ bản nếu anh chị buôn và trở thành một người ông chủ nhỏ ở ngoài đời sống thực tế của chúng ta thì cái vốn 1 triệu rất là khó để nó buôn một món hàng, đúng không chị? Cái số 2 đó là gì? Chúng ta kết nối nhà sản xuất, nhà kinh doanh, tức là kênh bán hàng B2C anh chị nhé. 3 đó là nhà cung cấp dịch vụ, nhiều khách hàng hơn, giúp cho anh chị kết nối được nhiều khách hàng hơn. Vậy thì kết nối thành viên ở đây qua internet thì chúng ta hoàn toàn kết nối được về cái trung tâm thông qua internet, về những cái sản phẩm về đến tay người tiêu dùng từ gia đình, đúng không ạ? Về khách sạn, đúng không ạ? Về những cái nhà hàng, khách sạn, và thông qua internet tần tật đều có thể sử dụng điện thoại để chúng ta làm việc hết, đúng không anh chị? Vậy việc kết nối chúng ta sẽ thực hiện như thế nào thì anh chị hãy quan sát đến đây. Thứ nhất, khi mà chúng ta vào đây ấy, cơ hội của chúng ta là sẽ nhận được cái đường link đăng ký thông qua người giới thiệu của mình, tạo ngay cho mình cái ID và chúng ta nộp luôn phí thành viên thì chúng ta mới được hoạt động ở đây anh chị nhé. Khác với những nền tảng khác là chúng ta có thời gian thử, nhưng ở đây là phải nộp phí thành viên. Và trở thành thành viên ấy thì chỉ có 1 triệu một lần duy nhất, và chúng ta được hưởng quyền lợi ưu đãi. Cái quyền lợi khi anh chị tham gia ở đây thì gồm có 3 quyền lợi chính. Thứ nhất, trở thành thành viên thì anh chị có quyền lợi là mua sản phẩm giá gốc, và chúng ta trở thành một chuyên gia kết nối, đúng không ạ? Trở thành chuyên gia kết nối. Kết nối thì anh chị nhận hoa hồng, kết nối về doanh nghiệp với với nền tảng, kết nối giữa các thành viên với nền tảng. Cái số 3 đó là trở thành giám đốc tỉnh. Tại thời điểm hiện tại thì cái vị trí giám đốc tỉnh gần như là sắp hết chỗ rồi anh chị, sắp hết chỗ. Sau đêm nay sang ngày mai nữa chắc là cũng không còn. Vậy việc kết nối toàn cầu này thì nhận link đăng ký từ người tuyến trên của mình, tức là người bảo trợ của anh chị ấy. Anh chị hãy tạo cho mình cái ID và nộp phí thành viên và trở thành thành viên chính thức, nhận quyền lợi có những cái ưu đãi như sau. Có 10 quyền lợi. Một đó là anh chị nhận hoa hồng và anh chị được hưởng thu nhập trên thu nhập. Cái thứ ba là anh chị được cái chính sách đó là đồng chia vị trí là giám đốc kinh doanh 3 sao anh chị nhé, 3 sao giám đốc kinh doanh tỉnh, khu vực tỉnh của mình. Và chủ tịch hội đồng quản trị có chia sẻ Việt Nam chúng ta chỉ có một bác Hồ, đúng không ạ? Như vậy thì một tỉnh cũng chỉ có một vị trí giám đốc thôi. Và xin chúc mừng tất cả anh chị đang ngồi đây, và chúng ta được thưởng thêm cái điểm voucher, để anh chị mua hàng tích lũy và mua hàng giá rất là rẻ rẻ, và thưởng người có doanh số bán hàng giỏi và trở thành giám đốc tỉnh, kết nối nhà sản xuất, nhận hoa hồng kép và được chiết khấu 5% khi mua hàng bằng cái voucher và mua hàng tích điểm. Vậy thì nhận ngay cái ưu đãi lên đến 50% chiết khấu trên sản phẩm. Vậy thì cái bản thân khi chúng ta trở thành giám đốc, vị trí giám đốc kinh doanh 5 sao, anh chị được hưởng thu nhập lên đến 30%, rất là lớn anh chị. Bởi vì 5 sao là một người giám đốc có cái vị trí lớn như vậy thì bản thân đội ngũ của họ cực kỳ lớn anh chị, hàng ngàn thành viên. Vậy thì việc kết nối toàn cầu này thì anh chị sẽ hưởng cái điều kiện khi chúng ta kết nối, cái điều kiện nhận thu nhập trên thu nhập. Chia sẻ thêm với anh chị là nhấn mạnh với anh chị đây là cái khoản hoa hồng thu nhập trên thu nhập. Thì anh chị dựa vào cái bảng này anh chị có thể chia sẻ như sau. Thứ nhất là việc anh chị được hưởng trên mỗi một thành viên là 5%, và những người là thành viên ấy thì cái số lượng thành viên họ kết nối thì trong vùng điều kiện như sau. Họ kết nối từ 0 cho đến 4 người, tức là cứ 4 người trở xuống thì họ là thành viên, họ ít hơn 5 thành viên, và từ 5 thành viên trở lên thì họ trở thành giám đốc kinh doanh 1 sao anh chị nhé, 1 sao. Họ hưởng tỷ lệ thu nhập trên thu nhập là 10%, đúng không ạ? Vậy thì khi lên giám đốc 1 sao, họ có 5 F1 thôi, họ đã lên được 1 sao rồi. Đấy, và dưới 50 người họ lên 1 sao rồi. Họ được hưởng
thu nhập trên thu nhập là 10%, cứ chênh lệch so với người bên dưới của họ. Và giám đốc kinh doanh 2 sao họ hưởng 15%, 3 sao 20%, tương tự như thế. Cao nhất là 5 sao, như vừa trên khu vực trên em vừa nói đấy. 3 sao, à 5 sao, xin lỗi anh chị, 5 sao, cao nhất là 50%. Tuy nhiên cái điều kiện của người 5 sao là một người cực kỳ xuất sắc, kết nối 1.000 thành viên, 1.000 người. Đây là dành cho leader, leader lớn anh chị nhé. Và quà tặng, khi chúng ta kết nối được một thành viên, anh chị sẽ được tặng 100 cái điểm voucher. Vậy cái điểm voucher này để làm gì? Để tích điểm, tích điểm đấy, mua nhiều tích điểm nhiều, mua hàng tặng voucher, đơn hàng 1 triệu tặng 50 voucher, và một voucher này bằng 1.000 đồng đấy. 50 voucher tương đương với 50.000 đồng, tương đương với 5%. Và cái voucher này nhất đó là điểm tặng dùng mua hàng và không trao đổi giữa các thành viên, thanh toán mua hàng 100%. Thành viên thì mua hàng giá gốc, sử dụng voucher giảm giá, kết nối nhận hoa hồng. Và việc đổi voucher này sẽ như thế nào? Đấy, 1.000 đồng, 1.000 đồng đổi lấy một điểm và thanh toán bằng voucher được giảm 5% giá trị đơn hàng. Và 1.000 đồng nó bằng một cái điểm voucher như thế này. Thì anh chị hình dung là khi chúng ta ưu đãi dành cho thành viên là 1.000 đồng điểm đổi lấy một điểm thì thanh toán bằng voucher được giảm 50% giá trị đơn hàng và thanh toán thông minh. Vậy thì về cơ bản là cái giá trị đơn hàng của chúng ta từ 1 triệu trở lên, như hôm qua là chủ tịch hội đồng quản trị đã chia sẻ với chúng ta, 1 triệu trở lên chúng ta giảm 5% giá trị đơn hàng thông qua đổi voucher anh chị nhé. Và cái vị trí thành viên thì sẽ như thế nào? Chúng ta có quyền lợi, ba quyền lợi chính. Một là mua sắm giá gốc, hai là đúng chúng ta được hưởng cái dịch vụ là khách sạn giá rẻ và đặt hàng nhà hàng 5 sao ưu đãi. Và thưởng ở đây có dành cho những người bán hàng giỏi, ví dụ trong này có những cái sản phẩm về cái nồi từ ấy, bếp từ ấy, anh chị cũng khá là đắt tiền anh chị, 20 triệu nhưng mua giá thành viên trong này hết 14 triệu thôi. Vậy thì khi anh chị bán hàng, ví dụ tháng bán 2-3 cái bếp từ, gọi là chúng ta có doanh số cá nhân đạt trên 50 triệu, 50 triệu trở lên trên một tháng đúng không ạ? Và chúng ta được hưởng thêm hai thưởng 2% và bán được 150 triệu trên tháng được thưởng 5%, 500 triệu 10%. Tiếp theo cái việc đồng chia, tức là dành cho những cái vị trí từ 3 sao trở lên anh chị nhé. Anh chị lưu ý cho em là cái vị trí bổ nhiệm của chúng ta là 3 sao trở lên, bổ nhiệm 2 sao 1 sao là không có đồng chia. Đồng chia là mỗi sáng mở ra gọi là giống như là lãnh đạo Timujin vừa chia sẻ, là mở mắt ra có gói bim bim thì là dành cho vị trí là giám đốc kinh doanh 2 sao trở lên. Xin lỗi anh chị, là 3 sao trở lên sẽ được thưởng đồng chia là 2% và người 4 sao là được 3% và 5 sao là 5%. Vậy 2 cộng 3 cộng 5 cộng 5 bằng 10, 10% cho các vị trí đồng chia từ 3 sao trở lên. Vậy thì về cơ bản nếu như phát triển theo cái vị trí bình thường thì anh chị phải nỗ lực trở thành giám đốc kinh doanh 3 sao, anh chị phải có từ 100 cho đến 500 thành viên, và giám đốc 4 sao là từ 500 đến 1.000 thành viên, và 5 sao là có 1.000 thành viên trở lên. Vậy thì 4 sao cũng là con số rất là khủng, 4 sao được 3% khá là lớn. Và như ngày hôm nay thì rất là nhiều minh chứng, nhiều anh chị đã nhận được cái đồng chia thẻ là chúng ta được 27.000 đấy, 27.100 bao nhiêu đồng đó. Và ngày hôm qua thì em nhớ là anh chị em chúng ta được 11.000, 11.000 đồng. Hôm nay được 27.000 tiền đồng chia, và ngày mai doanh số tăng lên thì số lượng tăng lên thì có thể là gấp đôi chẳng hạn, được 50.000, mở mắt ra được 50.000. Và cái việc product đó là sản phẩm đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy này, đồng chia trên sản phẩm, tức là vị giám đốc kinh doanh 3 sao là được 2,5%, 4 sao thấp hơn 1,5, 5 sao 1%. Đây là đồng chia, đồng chia đây là doanh số sản phẩm. Vì cái vị trí giám đốc 2 sao 3 sao thì em nói rồi, không nói lại nữa. Vậy thì cái vị trí giám đốc tỉnh nếu như phát triển bình thường thì tương đương cái trách nhiệm và cái quyền lợi bình thường anh chị phát triển lên sẽ như thế nào? Thứ nhất là anh chị có cái điều kiện là có 100 thẻ thành viên trên một tháng, tức là từ cá nhân anh chị trở xuống kết nối được 100 người trên một tháng, và có doanh số được nhóm là 50 triệu, trên 50 triệu anh chị nhé, hơn 50 triệu trên một tháng, cứ từ 50 triệu trở lên, và chúng ta kết nối được thêm một đối tác trên một tháng, và chúng ta
có kỹ năng làm Zoom 2 lần trên 1 tuần để giúp phát triển đội nhóm và xây dựng được bộ máy điều hành. Khi chúng ta đã xác định làm phát triển trên một nền tảng thì chắc chắn là làm việc thì mới có được hưởng nhiều, đúng không anh chị? Và trở thành giám đốc đâu phải là một cái vị trí nó nhỏ đâu anh chị. Giám đốc kinh doanh tỉnh thì cá nhân em thống cảm nhận đó là một cái vị trí không tầm thường đâu anh chị, cực kỳ lớn đấy. Mà bản thân chúng ta trở thành một vị giám đốc, tức là chúng ta phải chịu trách nhiệm trong rất nhiều thứ về đội nhóm này, quản trị này, hỗ trợ thành viên này, phát triển hệ thống này, doanh số bán hàng. Nói chung là sẽ có áp lực thế mới tạo ra kim cương đúng anh chị. Đấy, và chỗ này chính là áp lực, đây áp lực cho anh chị. Tuy nhiên tại thời điểm giờ này anh chị được bổ nhiệm cái vị trí này thì anh chị đã vượt qua rất nhiều áp lực. Chúng ta có thời hạn đến cuối cuối năm cuối năm Rồi. Ông đang họ con vào đi. vâng. Và cái vị trí giám đốc tỉnh thì các khu vực anh chị hãy nhìn đây, khu vực chết giả nhỉ, khu vực thì Sài Gòn này, các tỉnh lẻ này, Sài Gòn thì sẽ có cái số lượng thành viên quy định rất là rõ đúng không ạ, và sẽ có 3 vị trí là giám đốc điều hành kinh doanh, 3 phó giám đốc và 3 truyền thông và 6 thành viên, số lượng có hạn. Các tỉnh lẻ thì 1 giám đốc, 1 phó giám đốc, 1 truyền thông, 2 thành viên và số lượng có anh chị hãy hình dung ra nó không hề đơn giản. Tuy nhiên cái chi trả hoa hồng này em thấy khá là hấp dẫn ở cái chỗ là gì, cái việc kết nối thành viên, tức là chúng ta phát triển hệ thống thì hoa hồng trực tiếp của anh chị là thưởng hoa hồng kết nối là 50% của 1 triệu, tương đương với 500.000, và được thưởng thu nhập trên thu nhập và được voucher kết nối và chiết khấu mua hàng phần trăm, mua hàng hoàn lại tiền mua voucher trả ngay trên ví, thanh toán 1 lần trên 1 ngày. Tức là khi chúng ta có tiền trong ngày, anh chị nhớ là chúng ta có cái điều kiện rút tiền là thấp nhất là 100.000 và cao nhất là không giới hạn, có thể tiền tỷ anh chị vẫn rút trong ngày 1 lần thoải mái, nhưng mà thấp nhất là 100.000. Tuy nhiên là khi chúng ta rút tiền ấy, thì sẽ có một cái khoản phí nữa là 1% rút tiền và 5% thuế thuế thu nhập cá nhân anh chị nhé, trích lại. Và đồng chia này trả trả hàng ngày luôn, và giám đốc kinh doanh là được thưởng 5% bán lẻ bán hàng đây này, doanh số này, tổng kết hàng tháng này, và doanh số cá nhân là theo cái vị trí là 2 à 3 sao, 4 sao và 5 sao là 2, 3 và 5% tổng kết hàng tháng. Vậy thì về cơ bản thành viên họ sẽ có cái quyền lợi như sau. Những cái sản phẩm và chủ đạo cái công ty là Suma đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những sản phẩm về bữa ăn dinh dưỡng cân bằng dành cho thành viên là giá rất là rẻ 340, nhưng giá lẻ tận 680 thôi anh chị. Và bữa ăn dành cho người tiểu đường là 400 ngàn, dành cho người bán lẻ 800 ngàn, xịt xương khớp là 320 và bán lẻ là 645 nghìn, và dành cho những người mà sử dụng cái chai nước khoáng đúng không? Ion đúng không? Kiềm Suma là 5.000 đồng trên 1 chai và giá bán lẻ là tận 10.000 cơ. Vậy thì cái quyền lợi khi chúng ta kết nối thì tối đa quyền lợi thành viên và mô hình bán hàng, cái kênh bán hàng bây giờ tôi thực với anh chị này, để mà nói cái góc độ cảm nhận cá nhân của em thôi, thì khi bản thân cá nhân em thấy là cái năng lực của mình cũng không phải là giỏi, nên là em sẽ follow theo những cái mô hình là bán hàng theo cái cách kết nối là B2B và B2C. Chúng ta tối đa nguồn thu nhập làm tất, đúng không anh chị? Vậy thì bán hàng theo cái hai cái xu hướng này là cái xu hướng thông minh và nó là xu hướng hot của hiện tại và tương lai, còn quá khứ thì không nói đúng không ạ? Hiện tại và tương lai phải kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp và phải kết nối sản phẩm từ doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng thì anh chị mới thắng được anh chị nhé. Tiếp theo đó là gì? Việc kết nối là B2B và B2C này, tối đa quyền lợi này, đa dạng sản phẩm. Đúng rồi, kết nối doanh nghiệp vào đây thì vào nền tảng họ có phải là tăng thêm sản phẩm không anh chị? Và bản thân anh chị tại địa phương của anh chị thì chắc chắn có nhiều doanh nghiệp lắm, nhưng họ ẩn mình anh chị, bởi vì họ chưa đưa sản phẩm lên được cái nền tảng online và chưa có một kênh nào giúp cho anh chị đưa cái sản phẩm đó từ cái quê hương của anh chị lên một nơi mà nó giúp cho anh chị có sẵn khách hàng trên đấy để cho họ mua anh chị. Vậy khi anh chị tham gia ở đây, chúng ta đã follow theo theo trend, theo hot đúng không ạ, theo sóng. Vậy theo sóng thì bản thân trong cái sóng này lại có cái nước, nước chính là gốc, chính là cái vị trí của 23 con người đang được bổ nhiệm ở cái vị trí 1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao đúng không anh chị. Và chúng ta được hưởng cái ưu đãi là tiêu dùng giá gốc
và tiêu dùng có lựa chọn và tiêu dùng hoàn điểm và một lần cho mãi mãi. Một lần cho mãi mãi này đang nói cái việc anh chị tham gia cái phí thành viên ấy là 1 triệu, chúng ta được hưởng ưu đãi trọn đời 1 triệu nha, và kết nối các doanh nghiệp về cà phê này, đồ ăn nhanh này, vân vân, khách sạn. Thì trong tương lai trên nền tảng anh chị có thể nhìn thấy một số cái điểm ưu tiên là mà kết nối với các doanh nghiệp vươn tới tầm xa hơn, đúng không ạ? Vậy thì chủ đạo đây là việc kết nối toàn cầu này, thì cái bốn cái với quan điểm chủ đạo của nó là gì? Thứ nhất, đó là trở thành nền tảng thương mại điện tử, và thương mại điện tử thì không còn xa vời với anh chị nữa, nó là một hệ thống mua hàng có bán hàng, tức là có chuyện mua bán đấy. Thông qua mua bán hàng thì mới gọi là thương mại được, đúng không anh chị? Vậy thì thông qua dịch vụ là trực tuyến, là cầu nối giữa người mua và người bán, tức là chủ sản xuất và người tiêu dùng, mà không giới hạn bởi không gian địa lý. Em ở Lào Cai, em sống ở Lào Cai, hoàn toàn có thể mua sản phẩm ở trong Sài Gòn, ở trong Vĩnh Long của chị Lily chẳng hạn đấy, bất cứ nơi nào mà em muốn, đúng không anh chị? Đó là thương mại. Và sản phẩm ở đây tốt tốt bởi vì sản phẩm ở đây có tiếng. Và như ở buổi tối hôm qua, nếu anh chị theo dõi Zoom thì sẽ biết là chị Yết chị cũng có chia sẻ là những người đã dùng sản phẩm này họ có đánh giá rất là tốt, còn cá nhân em chưa dùng, em không dám nói. Và cái tính minh bạch ở đây là gì? Minh bạch bằng công nghệ thông tin, ở đây về tính pháp lý và tất tần tật là công khai anh chị, không phải giấu giếm gì hết. Và chúng ta đặc biệt nữa là chúng ta làm tập giao lưu hỏi đáp chủ tịch hội đồng quản trị, cái gì em biết thì em nói, em không nói quá. Và công ty thì không quản trị, không quản trị chỗ nào, đó là mỗi một thành viên là một doanh nghiệp tên riêng trên nền tảng thương mại điện tử. Vậy thì khi chúng ta kết nối thì chủ động trong việc mua bán và kết nối thành viên, nhà sản xuất chủ động trong trong thời gian, về thời gian và thu nhập, nó cũng khá là phù hợp với những người mà làm thuê như chúng em. Cá nhân em thì làm thuê trong nhà nước, một góc phần tư thứ nhất trong kim tứ đồ, là một người làm thuê rất ít thời gian, anh chị, rất ít thời gian để dành cho những việc khác. Nhưng mà cá nhân giờ này lẽ ra là những người khác thì người ta đang ngủ rồi, nhưng mà em vẫn ngồi làm việc, anh chị. Và vậy chính vì thế em chủ động về thời gian, và muốn có thu nhập thì em tích cực cho đi thôi anh chị. Theo cái cá nhân em nghĩ là phải biết cho đi thì sẽ nhận được nhiều. Vậy cái thông điệp của nền tảng dành cho chúng ta là gì? Trở thành thành viên và làm chủ nền tảng, và thành viên chủ động công việc, thành viên chủ động thu nhập, đúng không? Muốn nhiều thì kết nối nhiều, muốn ít thì đừng kết nối nữa, đúng không ạ? Và thành viên tự lãnh đạo mình, chính sách minh bạch rõ ràng, cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng, cùng nhau trao giá trị. Và bản thân em trong nhóm thì em nắm bắt được một số thông tin là đến giờ này 63 tỉnh thành thì gần như gần gần hết chỗ thôi, chứ không biết là được số lượng bao nhiêu. Vậy thì anh chị cứ hình dung một góc nhỏ là chúng ta hiểu mỗi một tỉnh thành có một một tỉnh thành giám đốc. Vậy thì gần như là doanh nghiệp mới phát triển chuyển mình từ online offline lên online, chuyển mình sử dụng công nghệ thôi, và cái chính sách khá là hay như vậy, thì họ đã thành công được một cái vấn đề là không mất tiền để PR, đúng không ạ? Để mà quảng bá rồi, mà chính từ cái kênh truyền thống mà giúp cho chuyển mình lên thành 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 online, rất là hay anh chị nhé. Và đó chính là nội dung em chia sẻ về chính sách. Và tất nhiên rồi, cá nhân em nhận định không có gì là tốt nhất, hoàn hảo nhất, nhưng sẽ có ở những nơi phù hợp, chỉ có những nơi phù hợp với bản thân mình, phù hợp với năng lực khả năng của mình. Giống như em vừa nói cái câu đầu tiên này, chúng ta nên follow theo một cái dự án sử dụng cái kênh bán hàng B2B và B2C. Còn nếu không, anh chị muốn thành công ở ngoài thị trường, anh chị phải trở thành người nổi tiếng. Để làm gì? Trở thành một người có sức ảnh hưởng, và hoặc là anh chị trở thành KOC và KOL. Anh chị có thể live stream bán hàng tại nhà, bán hàng cho doanh nghiệp nhé. Nếu mà anh chị phải bán hàng cho doanh nghiệp lớn ấy, anh chị mới thắng được. Đấy là cái góc độ nhìn nhận cá nhân em. Vậy thì sau đây thì em xin mời những anh chị có những câu hỏi thắc mắc nào, anh chị có thể đặt câu hỏi, và em cũng nhờ chị Lily hỗ trợ để giải đáp cho anh chị. Em xin chân thành cảm ơn.
À, vâng, rất là cảm ơn lãnh đạo Thống đã chia sẻ cho chúng ta hiểu rõ hơn về nền tảng của Sumo như là kết nối toàn cầu. Vậy thì các anh chị mình có chỗ nào chưa rõ thì Ly cũng như là lãnh đạo Thống cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị mình những cái thắc mắc, mặc dù là Ly cũng mới chưa có hiểu rõ hết. À, nhưng mà cũng nghe được một hai lần Zoom á, thì mình cũng nắm bắt được cái thông tin. Và nếu như các anh chị mình muốn hiểu rõ hơn, nội dung chính xác hơn, thì các anh chị mình có thể lên trên nhóm có cái trang slide mà anh Vương Anh vừa mới gửi lên nhóm á, đó là cái slide mà lãnh đạo Thống vừa mới chia sẻ luôn anh chị, nên là các chị có thể theo cái slide đó về và mình có thể tham dò trên đó để mà mình hiểu rõ hơn về nội dung ha. Rồi vậy thì các anh chị nào có những thắc mắc hay là những cái câu hỏi gì thì mình cứ mạnh dạn giơ tay để mình đặt, và ở đây mình cùng nhau thảo luận, cùng nhau làm rõ hơn để cho chúng ta cùng hiểu. Chứ ở đây cũng như các anh chị thôi, chỉ là vài 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 ngày trước là biết trước các anh chị thôi ạ. À, rồi em xin mời tất cả các anh chị ạ. À, rồi em không thấy các anh chị mình có cánh tay cũng như là không có câu hỏi nào hết. À, theo Ly được biết thì những cái tỉnh thành hiện nay á, là đang đang gọi là đầy hết các tỉnh thành của Việt Nam chúng ta rồi, và sáng mai thì sẽ rất là vui các anh chị, vì có rất là nhiều những anh chị được đồng chia, số lượng được chia bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái cộng đồng của chúng ta là phát triển được bao nhiêu người. Và Ly tin rằng là ngày mai sẽ là cái số lượng nó sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều so với những ngày đầu tiên mà Ly vào, bởi vì cái ngày đầu tiên mà Ly được đồng chia các anh chị là chỉ được có 6.000 thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì cái số lượng Ly được đồng chia đã tăng trưởng hơn 4 lần rồi. À, và Ly cũng rất là vui vì bản thân của mình cũng đã giúp được cho một số anh chị mà mình thấy là đã kết nối mình và đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian vừa rồi anh chị, là mình đã cũng đã giúp được cho các anh chị đó có một cái vị trí là một cái giám đốc kinh doanh 3 sao ở một cái tỉnh thành nào đó, và cùng nhân đo niềm vui với mình là mỗi sáng thức dậy là mình có một cái gói bim bim hoặc là có một cái tô phở hoặc là một cái ly cà phê để cho các anh chị mình cũng có một cái niềm vui sảng khoái vào những cái ngày trong 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 ngày khi mà thức dậy. Và ở đây thì Ly cũng tin chắc rằng là tất cả các anh chị mình đều đang là các giám đốc kinh doanh của các tỉnh, và các anh chị mình cũng sẽ rất là vui giống như Ly vì các anh chị mình có thể giúp được những anh chị đồng hành cùng với mình trong suốt thời gian vừa qua, đúng không ạ? Rồi ở đây Ly thấy có một cánh tay vàng của anh Tuấn, xin mời anh Tuấn ạ. Rồi, xin chào các lãnh đạo, xin chào Lily. Thì Tuấn cũng là người mới, cho nên là tối hôm nay thì cũng đã được nghe lãnh đạo chia sẻ là cái chính sách thì nhìn chung về cơ bản thì cũng đã hiểu. Nhưng mà ở đây cho Tuấn có một câu hỏi là hiện tại bây giờ những cái sản phẩm ở trên web của mình đó thì mình đã đặt mua được chưa? Và cái cách đặt mua như thế nào thì có thể chia sẻ thêm cho những người mới được không ạ? Dạ vâng, ok anh Tuấn. Thì theo Ly được biết á, là những cái sản phẩm đó mình đã được mua rồi, và cách mua như thế nào thì xin mời lãnh đạo Thống có thể chia sẻ và hướng dẫn mọi người cách mua nhé. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn chị Lily và cảm ơn câu hỏi rất hay của anh Tuấn. Và chắc hẳn đây cũng là thắc mắc chung của anh chị mà anh chị chưa nghĩ ra đúng không anh chị? Chúng ta cứ nói nhiều về lý thuyết, vậy thì đi thẳng thực tế anh chị. Bây giờ em sẽ chia sẻ với anh chị về cái trang chủ. Không biết là anh chị có nhìn thấy màn hình không? Của em giống không? Chị Lily ơi, chị có nhìn thấy màn hình của em không? Rồi đây Có thấy rồi. em À vâng. em thấy thì Okay, em cảm ơn chị. wow, doanh số nhóm là tới 14 triệu đó các anh chị, ghê chưa? Đây là cái trang tổng quan đấy anh chị. Trang tổng quan của em. Vậy thì thứ nhất là cái điểm voucher này. Cái tặng trên 3F1, thực ra F1 nhiều lắm nhưng mà mãi chưa thấy duyệt anh chị ạ. Mãi chưa thấy duyệt. Thực ra cái duyệt này hay không á là gửi cho chủ tịch hội đồng quản trị. Bởi vì tại giờ này chúng ta đang bổ nhiệm cái vị trí rất quan trọng. Nên là phải lập danh sách, nên phải làm rất cẩn thận. Chính vì thế mà cá nhân em biết đến như vậy thôi. Thì chia sẻ như vậy. Vậy thì cái trang chủ này anh chị sẽ nhìn thấy rất nhiều danh mục. Ví dụ như là ngày hôm nay em có rút tiền. À có rút tiền tiêu rồi anh chị. Có một tài khoản. Đấy. Thì em dở hơi. Em rút 66 đồng.
nhiều lúc ngây ngô khó tả. 66 đồng mà về sau lại rút 1 triệu, thì cũng nhắn với chủ tịch là em chốt nhầm, rút 66 đồng thì chi trả kiểu gì, tối thiểu là 100.000 đồng, anh chị tránh cái lỗi này cho em. Báo đồ này cũng là mới mà anh chị, mới lắm, em cũng mới rồi, nhưng mà em khi mà em chia sẻ với anh chị là em phải đọc đi đọc lại để em sợ nhất là em nói sai, và em không bao giờ em dám chắc cái gì là đúng hết, em chỉ nói là với góc độ khách quan đấy. Và cũng có 1 triệu vào túi để tiêu rồi, và đây là cái trang tổng quan, tổng quan còn 1 triệu nữa đúng không ạ? Vậy thì khởi nghiệp với cái vốn như vậy thì cá nhân em, một mình em không thể làm được. Và trong này anh chị sẽ nhìn thấy cái mục thành viên này, mua sắm sản phẩm này. Cái mà anh chị đang quan tâm á, thì em nói thẳng vào vấn đề luôn là cái mua sắm sản phẩm của anh chị. Anh chị bấm vào đó, thì anh chị sẽ trang sang cái trang kết nối toàn cầu.vn. Ở trong này sẽ có rất nhiều đề mục và danh mục cho anh chị mua sắm. Và cũng giống như cái slide em chia sẻ, cái gì là chủ đạo thì người ta sẽ đưa vào slide của anh chị. Vậy khi anh chị mở vào đây, anh chị sẽ nhìn thấy những cái danh, ví dụ thực phẩm bổ sung của anh chị. Thì ở trong này có những một số đặc điểm về mô tả này, chúng ta có thể thêm vào giỏ hàng của chúng ta luôn đúng không ạ? Vào danh mục này, thiết bị nhà bếp này, anh chị bấm vào nó, anh chị xem ở trong này có những thiết bị nhà bếp giá bán lẻ, đây 16 triệu này đúng không ạ? Ví dụ như một cái gia đình mà anh chị đến với họ mà họ đang có nhu cầu, họ họ làm nhà mới đấy, nhà rất đẹp ấy, chúng ta có thể là giới thiệu cho họ, bảo anh có nhu cầu mua cái máy rửa bát không, Canvaro MRB168G, anh chị lên mạng search đi xem nó bao nhiêu tiền đúng không ạ? Bằng đấy tiền, thế bây giờ anh chị có muốn em Thống giới thiệu cho một cái cơ hội mua rẻ hơn không? Một là anh chị mua qua em bán cho anh chị lại 13 triệu 200, hai là anh chị tự mua và mua, mở cái link dưới em vào mà mua, chúng ta có thể hoàn toàn kết nối bằng cách đọc đúng không? Tiếp theo là những cái sản phẩm bếp từ hồng ngoại vân vân và vân vân, anh chị có thể tham khảo thêm nhé. Vậy thì nói đến cái sản phẩm chủ đạo thì anh chị có thể quay lại cái trang chủ, chúng ta xem rất nhiều sản phẩm hay ho nhé anh chị nhá. Anh chị hoàn toàn check QR hoặc anh chị vào tìm kiếm hình ảnh trên Google, bây giờ không giấu được đâu, hình ảnh mà thánh soi, em cũng là một dân công nghệ thông tin nên là thánh soi bất cứ một cái hình ảnh nào để mà soi ra, em còn soi được tất cả các trang web cơ, cái trang nào bán bao nhiêu tiền, Tiki thì bao nhiêu, Shopee bao nhiêu, Lazada bao nhiêu, vân vân. Nhưng mà nói đây sợ không tiện, tức là ngại anh chị, nên anh chị đang làm thương mại. Vậy thì những cái sản phẩm trong này cũng khá là đa dạng, anh chị có thể dành thời gian tìm hiểu thêm nhé. Và dành, nó có ghi rõ là giá thành viên và giá dành cho người mua lẻ anh chị ạ. Mua lẻ thì đắt, thành viên thì rẻ anh chị. Đấy là cái nội dung em chia sẻ. Em chia sẻ như vậy không biết là anh Tuấn đã hài lòng chưa? Rồi, anh cảm ơn. Nói chung là cũng có nhiều người mới và tuyến dưới của mình cũng có người mới, cho nên là muốn đặt câu hỏi để cho anh em mới á, biết và cũng đang có nhu cầu. Thì cảm ơn Thống nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi, rất là cảm ơn anh Tuấn đã đặt câu hỏi và cảm ơn lãnh đạo Thống đã chia sẻ để cho mọi người hiểu rõ hơn về cách vận hành mua hàng như thế nào. Khi mà mình mua hàng thì mình cứ đặt trực tiếp ở trên đó, và ở đây thì mình được ship toàn cầu các anh chị. Mới giai đoạn mới này thì mọi người chưa có rành, mọi người cứ thử vô thao tác lại đi các anh chị, không sao cả. Mình thao tác để mình quen thôi, và khi mình quen thì mình sẽ có kinh nghiệm và mình sẽ hướng dẫn lại đội nhóm của mình, không sao cả các anh chị nha. Rồi, tiếp tục mời tất cả các anh chị mình có những cái thắc mắc gì nữa ạ? À? Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Nếu như các anh chị mình không có thắc mắc gì nữa thì chúng ta sẽ tạm dừng Zoom để chúng ta đi ngủ, để chúng ta có sức khỏe. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi lan tỏa. Và sáng chúng ta dậy thì chúng ta nhận những cái phần quà là một tô hủ tiếu hay là một cái gói bim bim hoặc là một ly cà phê, cho chúng ta có tinh thần để chúng ta làm việc trong nguyên một ngày. Đúng không ạ? Vậy thì Ly cũng chúc cho tất cả các anh chị mình có một đêm thật là ngon giấc, và sáng mai chúng ta có thật là nhiều năng lượng để chúng ta đi phát triển, đi lan tỏa và giúp được nhiều người có cái nguồn thu nhập tuyệt vời với kết nối toàn cầu Sumo ạ. À.
Rồi, hẹn gặp lại các anh chị vào Zoom ngày mai nhé. Có thể là Zoom ngày mai chúng ta sẽ tổ chức làm Zoom UOB hoàn chỉnh và các anh chị mình có thể mời tất cả những khách mời của mình, đội nhóm của mình cùng vào để tìm hiểu rõ hơn về chính sách cũng như là về nền tảng của Suma ạ. Xin chào, hẹn gặp lại các anh chị mình vào Zoom ngày mai ạ. Rất cảm ơn các anh chị. Rồi, xin chào cả nhà nhá, chúc cả nhà ngủ ngon. Xin chào anh Vâng chị, ạ. chúc anh chị ngủ ngon. Chị Chào tất Huyền cả ơi, anh chị chị Huyền em đang là nha. chủ trì. Chị Huyền ơi, bây giờ chủ trì chắc là ngủ quên rồi các anh chị, nên là các anh chị mình cứ từ từ thoát dung nhé. Đang làm việc đấy. Vẫn Rồi, nghe các anh chị nói chuyện. ok, báo cảm các ơn anh chị. chị là em xuất hiện, báo cáo các anh chị là Zoom của em là Zoom cả đêm cả ngày nên các anh chị cứ thoải mái. Anh chị tưởng bọn em Thôi ngủ các chị nói chung đi để cho Tuấn Anh nó đi thiệt. ngủ, ngày Thực mai ra anh anh còn chị rất cứ là về thoải mái, bận bọn em vẫn rồi. làm mà, Để còn nhiều việc lắm, ngày mai anh Tuấn thoải Anh mái ảnh đi, vô bệnh viện làm việc lắm. các anh chị cứ về thoải mái. Cảm ơn anh Tuấn Anh nhiều, cảm ơn Vâng, Lily, cảm ơn các em anh cảm chị. ơn anh chị. Chúc anh chị ngủ ngon. Vâng, Rồi, chúc anh Trang ngủ ngon. làm một chút cho dần dần. Rất cảm ơn Lily. Dạ, em chào anh. Cảm ơn Cảm ơn Trang. Cảm ơn lãnh Dạ. đạo tổng. Đừng 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 gọi em là lãnh đạo hay gặp thế. Anh cứ gọi em là em đi, mà thằng em của anh dạ em không thích thế đâu. Thống nhất nhé, lần sau là anh chỉ gọi là Tuấn Anh là Timozin thôi, đừng gọi được chưa, nhất trí. Ai mở nói chuyện với ai thế nhỉ? Dạ anh nói đi. Vâng. Rồi nếu như các anh chị mình có thể không có thời gian để mà ở trong Zoom thì mình có thể tắt Zoom để mình đi ngủ hang, tại vì thấy mọi người ngày mai cũng còn công việc á ạ. Nhiều khi á mọi người cũng nể mặt nhau, tắt Zoom sớm quá thì thấy áy náy, thấy ngại ngại đúng không, nên là cứ nén nén lại, và nén nén lại thì đợi đến khuya quá, Người nên chủ là các trì Zoom thì cứ tắt đi, thế là mọi người tự phải đi ngủ. à Zoom còn mở là mọi người cứ còn ngồi hoài. Zoom này từ sáng đến bây giờ chưa Em tắt ngắt lại một tí, ngắt lại một phút. chủ tịch rất là quan tâm lúc nào khi cần À, bây chị nào mà giờ muốn là giao quà sao thì tình nghĩ hình là là đang rối rồi cả Timozin sẽ đêm. chốt thị trường nào còn lại, anh nào muốn chị ở lại chia quà thị trường đó tặng cho anh chị. Theo anh chị có muốn ở lại đấy, là tùy thôi, tùy duyên. Em sẽ tổng kết hết trong hôm nay là có bao nhiêu thị trường ai ở lại cùng em tặng hết. Nhưng mà anh cũng phải gửi danh sách tối nay chốt sale đi hen, để sáng mai mọi người có quà. Anh mà đi Sáng ngủ mai luôn thì có thể không, có ngày anh mai chị mọi chưa người có không có quà quà là nói rồi, đấy. thông cảm rồi, đang mất điện không làm gì được, chứ anh chị thoải mái đi. Chỗ chủ tịch lâu nay vì sao bị cúp điện nên là anh chị cứ thoải mái, nhưng mà cứ yên tâm, không có quà hôm nay thì quà hôm sau sẽ nhiều hơn. Anh chị cứ bình tĩnh là em sẽ chốt tuần này luôn. Còn anh chị cứ về đi, cứ nghỉ đi, em nói À, chuyện mọi với người anh đang nghĩ tình bảo. là tự nhiên á, một bông hồng mà xuất hiện kìa, một anh Hôm chàng xuất hiện nay chứ không, một bông chị Thủy đăng ký mua vé vào cửa 1 triệu để nhận quà đấy nhé. hồng. Cái anh này người ta chuẩn bị kết thúc Zoom thì anh mới vô. Tuấn Anh à? Thì Tuấn Anh hẹn Bông là hồng đó. Tuấn Anh hẹn là 10 11 rưỡi mới có Zoom đặc biệt mà. Em xin phép anh chị, em say lắm rồi, nhà có việc mà có tí có Zoom em cứ phải chui vào đã. Hôm nay nhà có việc mà cứ phải vào Zoom hoài à. Khổ quá, đây cứ vào Zoom hóng 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 chủ tịch, hóng anh chị em xem có cái thông tin gì mới không. Chưa qua rồi À, với chủ anh tịch ạ. hồi nãy vô À. rồi mà anh Chuẩn không bị chưa vô, bây qua. giờ chủ tịch đi ra rồi anh lại vô. Nếu Không gì không có đỡ chủ tịch chứ. mình có những người anh em thiện lành. Bây giờ là anh Vương Anh Lily vô dùng trong mơ nè. ơi, Lily ơi, cái nửa cái Việt Nam này là của Lily rồi còn gì nữa. Đâu anh?
Em làm sao mà bằng anh được, anh chiếm hết thị trường miền Bắc rồi, anh nhảy qua cả thị trường miền Tây của em luôn rồi, anh còn đổ thừa cho em nữa. Đâu, tại anh em ở dưới nó máu quá chứ không biết gì đâu. Vậy mà đổ thừa em thấy không? Thôi mình cứ cố gắng làm sao mình bắt tay nhau để mình đi cho nó hết đất nước nhỉ, anh chị em nhỉ. Bây giờ nè, anh Vương Anh có làm nhiều hay là em có làm ít đi chăng nữa thì sáng ra anh em mình cũng vẫn chia giống như nhau thôi. À không, cái người làm nhiều rất là hay ở chỗ này này. Nếu làm nhiều thì kéo được cái đồng chia nó lên mà. Đúng rồi, thì nên là anh làm nhiều em làm ít thì em vẫn được chia giống như anh thôi, không có ảnh hưởng gì hết. Chỉ có khác là anh có F1 nhiều thì anh có thu nhập nhiều cái phần F1 hơn em thôi, đúng không? Nhưng mà cái phần đồng chia đó thì mọi người đều ai cũng giống như nhau hết. Chúng mình giống Nên nhau cả là anh chiếm hết thị trường Việt Nam luôn cũng được thôi. Nào có cái đổ tội ác cho nhau có được cái gì đâu, khổ lắm rồi. Toán ở dưới em. Em đang nói điều tốt cho anh chứ có đổi thừa điều ác cho anh đâu. Lúc Lily hôm nay nhìn vẻ hồng hào nhỉ, má hơi hồng đấy. Rồi vậy là do anh xỉn này, anh nhìn thấy như vậy rồi. Em thấy anh còn hồng hơn. Anh xỉn mà anh còn hồng hơn. Bây giờ bị Quân nghiện đi cái dạy màu cuộc họp này phải không? Anh Bảo ơi, anh Bình Bảo ơi, anh Bảo đang nói chuyện điện thoại rồi chị. xanh. À, anh áo Anh hồng đó, muốn anh em mới là anh áo hồng nè, đi cái áo đỏ và áo hồng. cuộc họp này phải không anh? Em thấy đây đây có ghi ở trên này là anh Đình Bảo đang yêu cầu ghi lại cuộc họp phải không anh? Ôi chết. Tôi thống tưởng là máy hết pin. Em đâu có thấy đâu chị, em đâu có thấy là anh Bảo đề nghị ghi lại cuộc họp đâu. Đây chị đây có ghi. Đây anh Bảo Có anh anh Tuấn Anh là anh đang ghi hình thôi. đang ghi rồi. Nhà mình im Tuấn ấy Anh nhỉ? lại đi. Tuấn Anh lại đi đâu rồi á, lại im im á. Tuấn Anh phải xuất hiện đi. Hay là bây giờ mình chơi trò chơi mới? Mình chơi trò chơi mới đi. À, dự đoán xem ngày mai là được bao nhiêu. À, đúng rồi, đoán coi ai được bao nhiêu ha, mọi người được bao nhiêu ha. Bây giờ Em nè, mạnh. tổng kết này, nay anh Tuấn Bây Anh giờ em được mạnh thu được bao đoán nhiêu đấy. Số đen lắm, chơi cái môn gì về đỏ đen là mình cũng không bao giờ được. Nhưng hôm nay chắc chắn phải được. Em cứ mạnh dạn dự đoán 70. 70. nha. Em đoán Điểm là bốn phải lần được rồi nha, điểm bốn lần ư. 70 70 đến nhá. 80 đấy, 80 đấy, Đây, 70 hôm đến nay 80. tôi xin dự đoán 70 luôn. Phải ít 2. Chị Huyền là thư ký là ghi lại nha, coi coi ngày mai ai trúng số nè. Anh Vương Anh đoán là sáng mai được 70. Không đoán 70 bao hay nhiêu đâu. em đoán từ 70 đến 80, tức là dao động từ tầm đó. 70 đến 80. Em phải nói một con số chính xác. Anh Vương Anh đã 70 rồi. Hôm nay là 27, hôm nay là 72. 72. Đánh cho nó có cặp mình. 72 số 72 nhé. Ok thôi em xin phép anh chị nha. Này em đi công tác cả ngày cũng căng quá, trưa không được ngủ. Em xin phép về Zoom trước. Chúc anh chị Ok, em đi ngủ đi, sáng mai còn đi dạy nữa. em chào anh chị. Đấy, chứ mà không ngủ là sáng mai mất em dạy. Em còn em mất là dạy là rồi sao, xếp em đuổi em còn ra là đây không phù hợp. em vào muộn cũng chỉ để chào các anh chị em thôi mà. Đây, chị Bảo đây, Ăn vui hôm nọ bảo là nè, em ăn ngon ăn vui. rời Zoom trước. Đi ơi, chị Bảo, hôm nọ Thống bảo là em rời Zoom trước, em đi nghỉ. Hôm đấy là gần 2 giờ rồi. Thế xong rồi đến khi chị thấy 4 giờ lại thấy video của Thống đã đăng lên rồi. Chả biết là đi Sợ nghỉ kiểu gì. thật. Tức là mình chơi chiến thuật để cho anh em mình mất cảnh giác. Anh chị em mình đang mất cảnh giác thì Thống bảo ngồi cười, bảo là tôi giả vờ ngủ thôi, nhưng thực ra là để cho ông bà ngủ xong rồi tôi bắt đầu tôi làm việc.
Như nấu Năng trong lực tay quá. hả? Thế đã lên lên video ở nhanh thế, sợ thật, công nhận là cũng nể phục thống thật đấy. Một người gọi là chiến sĩ thầm lặng, kinh thật. Em thấy Cái hình gì? như là lúc mà mình họp á là có anh Vương Anh với lại anh Hưng á, hai anh cứ đẩy qua đẩy lại là coi coi cái Trần Vương Anh nó lên video trước á, cái Trần anh Hưng lên video trước á, nhưng mà cuối cùng hai người chưa ai lên chân, anh Thống lên trước. Thống nó vô Thế sau nó lên mới kinh, tức là mọi người bị chủ quan đấy, chết cuối ở cái đoạn. Em có cùng. Em đi nghỉ trước đây, vài mai em người đi còn dạy. đang bơ vơ ở ngoài kia, người ta hỏi qua video xong là tự đăng ký các thứ là cũng chưa hỗ trợ được họ anh chị. Thôi tí Rồi nữa ai chấm. kêu kêu ai kêu kêu rồi đi ngủ đi, còn đẩy đẩy tay tay nữa. Xin chào anh chị nha, chúc anh chị ngủ ngon ạ. À, em xin phép đây. Chào thầy giáo Thống nhá. Vô trả bài đi, mọi ngày dạy rồi, bây giờ tối nay vô trả bài đi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Rồi anh Vương Anh này anh cũng xỉn rồi, đi ngủ luôn đi. Thì mấy chị em ngồi đây làm gì? Thì mọi người cũng Chị đang đợi mọi người, thôi giờ từ từ. thầy bảo thầy cứ gật gù thôi thì thầy chả nói gì cả. Thầy cứ cười. Thì chắc là em cũng hơi vô duyên rồi, em vào sau đánh ra vào đi chào mọi người này thì chết em. Tôi thì chả biết nói gì đây. Anh chị em cứ phát huy thế này thôi cũng hết việc rồi anh chị em ạ. Để mai bắt đầu